Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của tôi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là phục hồi một chiếc còi đã chết. Tại sao lại phục hồi một chiếc còi đã chết? Có nghĩa là chiếc còi của mình lắp trên xe đi một thời gian nhưng mà nó tự dưng là nó không kêu nữa hoặc kêu nhỏ, thì chúng ta có thể điều chỉnh nó để cho nó sống lại. Có nghe là người ta gọi là sửa chữa, nhưng mà nói chung là chiếc còi thì chả phải sửa cái gì đâu, nhưng mà nó có một cái mẹo vặt là mình chỉnh xíu cái con ốc của nó là nó lại sống lại trở lại bình thường. Thì vậy bây giờ các bạn hãy theo tôi để tôi ra cái sọt rác, tôi lấy cái còi chết để tôi sẽ phục hồi cho các bạn xem. Đây là cái đồ bỏ đi mà tôi đã vứt đi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem hôm qua hôm kia tôi vừa thay mấy cái còi tôi vứt ở đây. Đây là một chiếc còi rồi các bạn ạ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thử hai chiếc còi này luôn. Và chúng ta nếu để thử còi chúng ta phải cần một chiếc bình ắc quy. Và hôm nay tôi sẽ cận cảnh để phục hồi hai cái còi chết này cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ phải cắt hai cái dây điện để nối vào cái bình ắc quy. Sau khi tôi đã cắt được cái dây điện này thì tôi sẽ nối vào một cái dây cực dương. Chúng ta lối tiếp một bên cực âm các bạn nha. Rồi, sau khi chúng ta đã lối thành công hai cái mạch dây này của nó thì chúng ta sẽ thử một chiếc còi mới. Đây là một chiếc còi mới của hàng Sinda. Các bạn nhìn. Tôi sẽ bóc ra, tôi sẽ test thử cái còi này sẽ cho các bạn xem. Đây rồi, chúng ta sẽ chật trừ bật như này lên thôi các bạn ạ, để kiểm tra nó còn nó kêu như thế nào là được. Rồi, ok các bạn nhé. Tôi lại đút giải nó vào. Và đây tôi sẽ thử cái còi này các bạn nhé. Các bạn này, nó chết, nó không kêu luôn này.
Các bạn nhìn rõ không ạ? Đây. Chết tươi, không kêu. Bây giờ chúng ta thử đánh lửa xem nó có điện không này. Đấy. Điện rất khỏe. Đây là bình ắc quy mới mà các bạn. Nhưng mà còi nó chết, không kêu này. Thế bây giờ làm sao để chúng ta sẽ phục hồi cái còi này để cho nó sống trở lại, nó kêu trở lại? Thì các bạn hãy nhìn cho mình cái con ốc. Cái còi nó có con ốc nhỏ nhỏ để chỉnh đây này. Thì các bạn sẽ phải vặn lới ra, lới lỏng ra cho mình một chút xíu là được. Có nghĩa là mình cứ chỉnh con ốc này đến khi nào nó kêu to, không bị dè, tiếng kêu của nó trong vắt là được. Bây giờ mình sẽ lới ra một chút. Rồi, tại chúng ta lới ít một các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ vặn ra, vặn vào một chút cho tiếng kêu nó đoanh hơn một chút xíu nữa. Các bạn thấy đấy, bỗng chốc cái còi đang chết thành một cái còi sống và kêu trở lại. Kêu rất to. Vậy chúng ta sẽ cất cái còi này đi để tái sử dụng lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến cái còi này các bạn nha. Chúng ta cũng sẽ kẹp cái đầu đồng vào trong này để xem là nó, cái này nó có kêu hay không các bạn nha. Cũng không kêu các bạn nhìn này. Vậy chúng ta lại phải chỉnh cái con ốc này các bạn nha. Lới ra một chút. Này các bạn nhìn nó quay này. Các bạn nhìn nó quay này. Đấy. Cái này kêu hơi bé. Để thì tôi buộc nó vào để tôi vặn ốc để tôi chỉnh cho nó dễ. Chúng ta lại lới ra một chút nữa. Vậy là cái còi của chúng ta đã kêu. Hai cái chiếc còi cũ rích, tưởng chừng là bán đồng lát, nhưng mà bỗng chốc chúng ta lại phục hồi lại được. Và kêu vẫn, tiếng kêu vẫn to. Mà đây là cái còi, còi này là còi, còi của Yamaha. Các bạn nhìn này. Đấy, còi của mã của Yamaha. Còi này là mình mới thay hôm kia, khách đền thai. Còn cái còi này thì còi này chắc còi vớ vẩn, nhưng mà mình chắc là mình thay lâu rồi, mình không nhớ. Nhưng nói chung là chúng ta đã phục hồi hai cái còi chết này đã sống. Vâng, thế là video vừa rồi chúng ta đã được xem tôi phục hồi chiếc còi này
đã chết mà đã sống trở lại và kêu rất là to. Có nghĩa là nếu như các bạn mà muốn cái coin này nó bền hơn thì các bạn ra mua cho tôi một lọ keo năm này hai, các bạn chỉnh cái nút cái con ốc coi chỉnh coi này, rồi chúng ta sẽ chích cái keo đấy vào đây để cho nó giữ nguyên con ốc. Nhưng nói chung là nếu như chạy một thời gian đấy là cái xe của mình nó rung, nó không phải là 1 2 tháng mà có thể 1 năm thậm chí 2 năm cho dù còi mới, nó đi nó sóc nó sẽ bị rung lệch con ốc này đi là còi của chúng ta cũng sẽ chết. Thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải chỉnh cái coi này, phải đổ keo 52 vào thì nó mới lại sống trở lại. Thế cho nên tôi chia sẻ cái mẹo nhỏ này cho các bạn có thể tự sửa ở nhà không phải mang ra thợ. Nếu video này hay thì các bạn hãy like và đăng ký chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Xin chào.